áo quần gì tao bán hết đó. Rồi mọi người thôi, nè, thôi, nè, đây nè, thôi, ba thôi. Đi nè. Cái này thấy cái bụng bự rồi đó nghe. Cười. Thì ý kiến của bà con là muốn cũng cho nó sạch sẽ gọn gàng chỗ này thì chú Dũng cũng tranh thủ thời gian sắp xếp để dọn sạch sẽ chỗ này nè mọi người. Đây thì cái niệm thì dựng lên trên này nè mọi người, bà con. Thì có mấy cái đồ mà lặt vặt là giặt chắc chú đưa lên trên lầu hết trơn nha. Dạ con chào chú. Dạ. Chào anh Tiết nha. Ba này con để chào. Trời ơi, bữa nay mặt sáng sủa nha. Sáng sủa. Trời. Nha. Tàu không biết mà ba biết. Cái gì cái đó? Chú Thảo hỏi. Kia cái ngón tay hay là gì chú? Sơn ngón tay. Sơn ngón tay làm gì? Ba biết rồi, chiều ấy khi nào bây giờ nè, chào chú Thảo nha. Nè nhìn vô camera thử coi, nhìn vô đây nè con. Nhìn vô đây nè, nhìn vô đây à gật đầu. Để làm một chút. Vậy làm chút hả? Nó nói đàng hoàng. Vậy làm một chút. Có chú tới chơi. Rồi. Nhà mình biết rồi. Mà biết rồi, chú Thảo biết rồi. Biết rồi, trời ơi giữ cổ quá. Ta tính đem cái quạt lên mà thấy thôi. Sáng giờ uống 2 ca cà phê rồi đó hả? Cà phê sữa không này ta ơi. Dòng 2 rồi. Mà là bị hết nước hết cái sai nước ngọt của nó đó. Dạ. Hết một lốc của con, nửa lốc của con, một lốc, nửa lốc của chú luôn. Vậy đó hả? Uống xì tin đó hả? Ừ. Trời ơi, mà chú Dũng ơi, thấy tại vì con thấy em nó đó thích uống cho nên thì con mua cho nó. Nhưng mà mình hạn chế cho uống cái đít chú ơi. Tại cái đó nó nóng lắm, thấy cho nó nóng lắm á. Chú Dũng dọn cái chân ngang cho nó gọn gàng luôn bà con. Tại vì nhiều quá nhiều khi nó hơi nguy hiểm á, nhiều khi thắp nhang á nó sẽ phật cái cháy á. Thì đây là mẹ của bé Ánh Tiết nè, của bà con của anh chị là mẹ Quan Thế Âm. Hiện tại là cũng như là cái chỗ này nó hơi chặt cho nên là chú chưa có thời gian để sắp xếp như là mới kệ đưa mẹ Quan Thế Âm cao lên chút xíu. Sáng giờ ăn uống gì chưa nè? Rồi. Hả? Sáng làm một tô mì xương rồi hai trái chuối. Chú nướng rồi chị tin hết rồi. Ở ngày nào cũng ăn chú nướng chứ hả? Có nó ăn không có chịu quá. Dạ. Cái bây giờ con mua đó là nó xử lắng hết trơn, còn không mua 3-4 ngày cũng vậy. Chịu quá. Chiều ba mua chiều mua hay là chiều mưa? Chiều mua. hai chai. Trời ơi. Không tiền lấy làm gì mua? Ba đi chợ hết trơn rồi kìa, ba đi siêu thị ba xà bông cho béo đầy một tủ rồi, cứng tủ luôn rồi kìa. Rồi lỡ không có tiền rồi chịu đâu có tiền đâu mua xì tin. Sao mua xì tin hả? Cười trừ hả? Không có tiền cho ba thiếu đi, ngày mai ba mua 2 chai. Xin lỗi trời ơi mưa. Ba làm này đỡ đó chứ con coi cái lực bây giờ mưa. Dạ, mưa, rồi. Dạ, chắc thấy chỗ này dột hay gì nè. Rồi, hay là nó ướt hết nước này của chú rồi, ướt hết cái chú mới hai cái thằng nhỏ nè. Ướt nhẹp muốn nói à không vậy đó. Dạ. À dạ cưng cái Thảo làm sao cưng cưng rồi rồi là bể anh chai dầu ngày qua nữa rồi. Chai dầu lớn rồi, bể chai dầu hả? Liên tục nha, nó bây giờ mua là phải hai chai không á, mà giờ hết tiền rồi nè. Ai biểu con dặn ra đi, dặn ra rồi. Chiều là bỏ 20 mấy ngàn một chai, gần 30 ngàn. Trời ơi, rồi đừng con đừng uống đá. Uống cái đá ấy đó là ba dọn mình mãi ba chứ mà nó te to luôn. Dạ. Rồi uống nước ngọt là nhức đầu đó. Trời ơi, nói chung là mình đi làm cực khổ mà mình về mình gặp anh Tiết nó hiền nó ngoan cũng đỡ mệt ha chú. Cái gì hả? Cái này cái gì? Cái áo hả? Thế nên cái này là cái gì, cái khăn hay gì mà sao? Cái áo của nó đó ướt nhẹp biết rồi. Hôm qua mưa dữ lớn dữ lắm bà con. Để nữa ba kiếm cái thằng ba tàu nào ba gả cho con. Ba gả cho con, thằng con có dầu con sức. Ba kiếm ba tàu mới được phải không? Trời ơi đó trời. Nhang là chịu ba mua. Trời ơi, ta dọn dẹp rồi, biểu ta mua nha.
đó. Hồi chuyện qua mưa lớn dữ lắm bà con. Mưa dữ lắm. À, chỗ này chắc bị giọt cái gì nè. Cho nên này nó cái tường ở ngoài nó đưa vô rồi. Dạ dạ dạ, nó thấm vô tới trong luôn. Dạ nó thấm cái gì đó. Mưa nó mưa lớn lắm mà. Thì Thảo quay cho bà con xem thì bữa nay thì cũng gọn gàng lại nha mọi người. Cho nó giao rõ ràng cái đó. Nói chung mà chú cũng lớn tuổi. Cho nên thì cái thời gian nó cũng hơi ít, chú chạy xe thường đó với bà con. Đi vô thị quốc vô nó xà bông nó một bịch nó xà bông dầu ô bông lám làm láng hết trơn, không cử luôn. Dạ. Đây nè. Nè, bông chai trong gì nó giờ đây. Sao? Hả? Sao? Hả? Hả? Chỉ cái gì? Nè. Đó, nó ngập cái chai nó khoái lắm. Mùa có khuyến mãi luôn, nó được cái chai rửa chén luôn hả? Nó cặp vô vậy nó bán á, sáu cặp như gì rồi bán 60. Dạ. Đó, chú là hai chai luôn kệ bà nó. Dạ. Rồi ba biết rồi, mày lợi chứ chứ nhõng nhẽo hoài. Dặn dưới này ra là ba không chịu rồi nè. Lạ không cha dọn dẹp sạch sẽ hết trơn chỗ này, lạ không? Lạ hả? Lạ không? Cái niệm nó mất tiêu rồi. Cái niệm đâu? Cái niệm đâu rồi kìa? Chú trải niệm xuống cho chú miễn cưỡng là chú không cho chịu trải. Tiếc ơi, cái niệm nó mất tiêu rồi kìa. Biết là ướt rồi, mưa nó tạt đó. Nè, cái niệm mất tiêu rồi nè. Cái niệm đâu? Niệm đâu? Biểu đâu rồi? Cái niệm đâu rồi? Chú trải niệm xuống. Đâu chỉ cái niệm coi. Cái niệm có niệm của mình đâu? Chỉ cái niệm coi. Niệm bự đâu? Chỉ cái niệm coi. Cái niệm kìa. Đâu cái niệm đâu? Kiếm rồi, đang kiếm, đang kiếm. Đang kiếm. Nó biểu xuống nó cười hả nhưng mà là nó khó khăn cái là cười ha ha. Đó. Cười ha ha. Nói được hai tiếng. Ba chúc. Rồi nữa. Chỉ Lim bắn súng. Trời ơi. Đĩa. Nó nói chuyện chú dịch. xin lỗi kìa. Xin lỗi. Chú Thảo chú xin lỗi. À giờ như giờ mới bye bye nè máy đó. Thì ông Duy Khánh phải không? Bắn súng của Chế Linh ông á. Trời sáng giờ uống cà phê sữa thì cái miệng cà phê dính cà phê sữa không kìa. Chú Thảo. Ôi biết rồi. Phải chút dầu á. Biết dầu nói vậy đó em. Anh Tiến cũng cao gáo trắng trẻo lắm bà con. Cao hơn chú nữa. Hồi nhỏ nếu mà không bệnh là lớn lên thì bà con nói là anh Tiến cũng đẹp lắm á, chứ không có xấu đâu. Có mấy cái tấm hình nó nhỏ mà không thấy mất tiêu hết trơn luôn rồi. Không chú không chịu chụp. Hồi đó chụp ha. Hồi đó có chụp mà chắc có giờ chắc mất hết hả? Chụp hình mà kiểu mà nó làm giấy tờ đó vô cái đưa. Hả đi con, hả mẹ đi. Ai vậy? Ai vậy trên hình ai vậy? Kiếp. Ai? Mẹ. Ai? Bông. Ai? Chỉ đồ bông mẹ nó. Đồ bông hả? Gọi gì nữa, chỉ gì nữa? Chí. Tóc chí gì? Áo. Áo đâu? Tủ áo. À, cái tủ áo để trong này ha. Để áo để trong này ha. Trời ơi. Nó biết nó chơi từ từ đó. Con nói cho chú ơi. Cái gì nữa? Áo. Áo quần ở đó. Thì nhan bà mua bó bự kìa, tao chơi cua kìa. Đó, nhan phải nhan thơm mới được. Rồi. Hửi, trời ơi, hửi. Thơm không? Cái ca. Nước cúng mẹ mà bây giờ có cúng đâu. Ngày cúng 7-8 ngày không. Nó chỉ đốt nhan thôi, nhan ngày ba cử. Sao? Cười. Rồi sao nữa? Nè ốc nè, ốc con có ốc đó, mấy con ốc đó. Đừng uống phải không? Sao tối ngày cạnh đâu anh tiết coi chào coi con nói chào ông bà chịu dâu. Thôi kêu bấm một cái dầu chó. Trời ơi, anh Tiết nói được có một từ rồi bà con. Hả? Nói một giọt. Một giọt hả? Ở dưới nổi một giọt hả? Sao vậy? Chắc cái trời nực này hầm hay sao? Nữa, ăn ba cái giọt. Biết rồi, chiều chút nữa bà ra chị Thí bà về lấy.
thì giờ là không, mình giết mình ngại là đưa tiền không lấy. Đường là uống là 5-7 ngày biết rồi, biết nó một nhọt á hả, một nhọt nó làm như là một trái đỏ như một u mình vậy đó. Đó ăn không dịch lộn đó, trời đất ơi cái sao ăn không dịch lộn mà bị cá biển đó, cá biển bỏ biết bao nhiêu. Nó ngăn cái Thảo ơi, không phải mình gạt nấu cho Thảo ăn hay cho Thảo thấy nha, mà chiều đưa lại nó hử lên, nó hử hai lửa là không ăn vậy đó ha. Đó rồi nó khó làm sao đây. Dạ. Đừng ăn hồng dịch, đừng ăn hồng dịch. Rồi gạt nó nói là bà mắc chi tiết không cho ăn hồng dịch, bà không cho đưa thuốc là cũng hồng dịch vậy đó. Dạ. Đó hồng dịch còn máng tùm lum nữa, sao dám mua cho ăn. Rồi sáng cái mua hai cho con mua ăn cá hú 50 ngàn về nấu canh nó ăn không nữa, còn không nữa. Ép nó ăn 22 rồi bắt đầu 22 không được phải dụ bằng nước ngọt á nó mới ăn. Chị thủy bên kia chiều trời chiều đi ấy, chiều đi ba kiếm ba mua cho sáng chạy con cuốn 170 ngàn à. Đây chợ chạy thì giờ đi về là 70 ngàn. Chưa học rồi biết rồi, không biết rồi à ông bà. Ờ, đấy bà con thì mỗi một con người đều có một cái số phận hết trơn. Không có đồ của chú, tiếc, không chỉ gì. Nói chung chú cũng ngộ. Đồ chú. Gương mặt sáng sủa, trắng trẻo. Nó cũng ngộ lắm bà con. Nó đừng có ngu nếu mà không bệnh. Dạ, nếu mà không bệnh là bé cũng ngộ gái lắm mọi người. Hôm nay 24 tuổi rồi. Đứng lại muốn làm. Tiếp. Nó ở nhà mấy chục đứa cả nó lại nhìn cái này đấy. Mà nó luôn có cho nhìn, nó đẩy giỏng lại rồi khỏi nhìn luôn. Dạ, yeah. Ở đây ha. Ở dưới đó. À. Lúc hồi xưa mà ở nhà cũ mà chưa bán đó ha. Tôi lớn cả nguyên xóm không ai muốn lèo cho nó được. Mà yeah. Phải nhìn nó đó là lợi nhìn là nó phải tự động đi mục tiêu rồi. Ai nhờ xấu chết mẹ con cho bà Tàu họ đi. Người ta ở nhà cha đi chạy xe đó, ở nhà ta đi tới đi lui, ta tập thể dục đi, bữa nay thấy cái bụng bự rồi đó nghe. Ăn cơm nhiều cơm quá nè, ở nhà bụng bự nằm võng biết bụng bự nè. Nè đi tới luôn tập dục nè. Ờ trời ơi. 1212. 1212 tao phải dục luôn nè. Ờ. Biết rồi, đừng có uống rồi, đã uống hết rồi mà đừng uống gì nữa. Ăn hết nước ngọt của tôi rồi. Tôi hứa chiều mua cho 2 chai mà bây giờ hỏi gì được. Bây giờ còn nước tương uống không? Uống nước tương với nước mắm đỡ đi. Nước tương, nước mắm thôi. Để với hoặc uống nước dầu ăn đi. Sao? Kiếm cái gì? Túi bụng gì hết rồi. Mọi bữa nó làm bánh mì. Thì giờ bữa hổm thì Thảo có mua sữa đó bà con, cô bác anh chị. Đó, thì hổm gầy là uống được mấy bịch rồi. Uống của con được sáng chiều được 2 gói thì của chú hết 3 hộp sữa. Dạ, sữa bò hả? Sữa đó là sáng ca cho chịu ca, rồi ngày mai làm lợi thì hết mẹ nữa rồi còn cái kiếm. Tấu đó biết không? Ở nhà cũng hao quá ha. Bánh mì sữa. Ở nhà cũng hao quá ha. Đó, cà phê. Kiểu này chắc là bởi vì cha chạy sáng đêm rồi phải rồi. Chạy sáng đêm luôn. Hồi tối quá đông người ta đã đưa bệnh về đó. Dạ. Không phải đưa bệnh mà công an đưa anh em dạ. Ở thành phố người ta về, nhưng mà về tới Long Xuyên là chốt người ta chặn lại hết rồi. Về đây luôn. Hả? Về đây luôn. Còn thấy hình như là về tới Long Xuyên là ngay rồi. Cái nhiệm vụ của xe ở cái xe là nó đi luồng tuôn. Nhưng tới Long Xuyên thì chặn lại, thì tập trung số nào ở lại là ở, số nào đưa đi về đâu, về bệnh viện nào thì đi bệnh viện đó. À, cái đó chắc ở tỉnh ta sắp xếp ha. Sắp xếp rồi. Yeah. Cái số mà nhân gieo 500-700 người đó. Yeah. Thì chạy theo như xe quặn như con lóc vậy. Yeah. Công an ở ngoài không. Dạ. Yeah. Và là tức là dân ở thành phố về là tập trung ở địa điểm này hoặc địa điểm khác chứ không rồi, có về tới nhà được. Chạy theo cái hướng dẫn. Dạ. Công an tới khu dạ. Vực nào vô đó. Dạ. Chờ xử lý cách ly. Dạ, cũng không có về nhà được, phải cách ly mười mấy ngày mới về nhà được. Đúng rồi đó. Dạ. Rồi sáng giờ là 2 ca cà phê sữa. Rồi có uống xì tin sáng giờ. Một tô mì. Có uống xì tin không? Hả? Hồi sáng giờ uống không? Uống đó mẹ, uống nào. Chắc kiêng. Lấy gì uống? Hả? Lấy cái gì uống? Chiều, kiêng. Chiều, tôi mua tôi cả.
Trời ơi, tôi biết rồi. Thì hồi lúc đầu tiên bà con cô bác thì Thảo có đến thăm gia đình của chú Dũng. Thì có đứa con là anh Tiết thì không có được may mắn như bao cô gái khác đó bà con. Thì có quay và được bà con yêu thương anh Tiết rất là nhiều, giúp đỡ cho chú Dũng. Thì mua gạo, mua thức ăn, thực phẩm thiết yếu cho con. Ba thùng rồi đó. Dạ. Thì trong lúc đó thì cũng có như là ở trong căn nhà trọ của chú Dũng đó. Thì nó hơi bề bộn hơi nhiều. Nhưng mà cũng có ý kiến với chú Dũng và chú Dũng đã dọn dẹp rất là sạch sẽ luôn bà con. Thì hôm nay là Thảo lại một lần nữa. Lần trước thì thấy chú Dũng cũng đang dọn dẹp. Mà lần này thì Thảo rất là mừng và rất là vui. Bà con cũng rất là vui luôn. Thì dọn rất là sạch sẽ chỗ này. Thì còn những cái mà... nữa ví dụ mà không sử dụng là sẽ đưa thẳng lên trên gác hết à, bà con. Thì mùng mền cũng như là những cái nào mà không có sử dụng đó là đưa lên trên đó, còn cái nào sử dụng thì để ở đây. Tối ví dụ như ngủ đó rồi xả cái miếng này xuống rồi xong xuôi cho người phải đưa là đưa lên trên lại quý bà con của bác anh chị. Nhìn vào rất là gọn gàng là bà con. Cái này là chú không có xả nữa đâu. Không xả luôn hả? Mà chú lấy cái thằng nhỏ này là chú thế nó. Dạ, rồi vậy là mình lấy chiếu mình ngủ luôn. Lấy chiếu lót chiếu dưới là chú đưa cái mình nhỏ đó rồi chú hắn cho nó nằm chặt chứ chiếu đặt luôn. Dạ. Chứ mỗi lần lên khiêng lên cái này chú nặng ha. Nín thở luôn chứ. Dạ. Cái gì. Đúng rồi bà con của bác, tại vì cái niệm này. Cái niệm này rất là nặng. Mà bác chú Dũng đã lớn tuổi 60 mấy tuổi rồi. 65 phải không chú? 63. 63. Chú Lũng chú Dũng cũng lớn không có tiếp gì, không có tiếp gì anh Tiết, không có tiếp gì cho ba trên nó ba buồn lắm á. Chịu cóc nhót à, có không thôi cái một nhọt rồi ba biết rồi chứ nữa ba đi ấy tại ăn học dịch đó nó mới nổi rồi nó dặn hay gì đó tại ăn học dịch nó mới nổi đó. Trời ơi bữa nay dặn luôn rồi quay bên kia luôn mà còn thấy không ơi, cũng biết dặn biết khờ nữa đó nghe. À, rồi cũng chiều ba mua nước ngọt cho trả cho hai chai. Trời ơi cũng giận nữa trời. Biết hờn giận biết hờn nữa, chiều mưa nữa nè. Thì bữa hổm này đồ cũng rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà bữa nay chú hoàn chỉnh hết luôn. Chú dọn rất là sạch đây, cũng cỡ 80% rồi. Tại vì còn những cái những cái chảo. Cái chảo với mấy cái đồ lặt vặt kia tại vì nó đồ trong bếp á. Dạ. Nữa là chú sẽ dọn cho nó kỹ, cho nó sạch hơn nữa. Bà con rất là vui mừng luôn. Đó. Mọi người. Dạ, ngồi nêu đi thì... Cái trong cái thời gian khi mà mình dọn là mình dọn khoảng một ngày không thôi chú Dũng? Nếu mà ông làm biết sắp xếp khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Đó. Dạ. Ví dụ như mà chú gom vô bao ấy, mà vứt lên làm cái này phải làm dạ. Bèn, chứ còn đã thì không còn sử dụng nữa. Thì mình đem bỏ hoặc bán luôn. Còn nếu mà nó còn sử dụng thì mình đưa lên trên gác. Đưa lên trên gác. Dạ, đưa lên trên gác. Đừng cho cái giấy như này nó sạch sẽ nó còn. Cái niệm lót của nó chú bỏ cho anh về chiều rồi chú xách nó xuống. Dạ. Cái niệm chảy ra. Dạ. Còn gạo thì thường chú mới hỏi hết gạo rồi thường đem cho chú 20 kg. Dạ. Yeah. Đầy một thùng bê với cái thùng bê dưới, thùng bê trên, yeah. Thùng như này đầy luôn. Dạ, yeah. Tại vì khi bà con mà xem clip thì bà con rất là thích những cái hoàn cảnh của cô bác mà sạch sẽ. Bây giờ đó là đó, thì chú được làm được như vậy thì bà con rất là vui. Dạ. Yeah. Đây mọi người, đó. Này chú làm không mà nghe, còn anh Tiết thì nằm võng nghe nghe. Sao có mặt buồn hiếu nhạy dặn nữa rồi chú Thảo rồi hả sắc mốt nhọt rồi mốt nhọt à biểu ăn con đừng có ăn hồng dịch nữa mốt nhọt ừ mốt nhọt đó biết đó biết nằm chịu, ê chịu đó mốt nhọt ừ mốt nhọt chịu ăn ừ rồi nhà mình thôi bây giờ cũng báo cho gia đình một cái tin vui là cũng được chị có Facebook là Phương Đinh gì đó thì gửi để chút xíu con sẽ đọc cái tên chuyển khoản của chị cho gia đình chú thì được 200 đô Úc thì đổi ra là được 3.272.000 dạ kéo quần lên nè dạ, bà con cô bác anh chị. Anh Tiết là khi mà đi vệ sinh hoặc là tới cái
cái tháng của người phụ nữ đó với bà con cô bánh. Anh chị là chú Dũng cũng phải lo luôn mọi người, tại giờ anh tiếp không có biết gì hết trơn đó bà con. Ra đây. Ra đây đi, ra đây tôi chạy. Ra đây nè, ra đây ngồi nè. Ra đây ngồi nè. Ra đây con ngồi đây nè. Con ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Nè. Con lại đây con ngồi. Ê, lại đây. Trời ơi. Trời ơi, ngồi chết ở đây. Ngồi chết đây nè. Ngồi chết ở đây chơi, đây nè. Trời, biết rồi. Giỏi quá, giỏi con ơi. Áo, rồi cái tủ áo của con ba biết rồi. Trời ơi. Hôm nay Thổ có đến đây. Dạ. Ngồi đây đi, ngồi đây nha, ngồi đây đi. Rồi, tủ quần áo, ơi góp, để đó đi, để đó đi. Rồi, cha đi mua chai nước ngọt về nha. Đi đâu vậy? Đĩa phải không? Rồi, nè, lấy đĩa nè. Nè, ở đây đi. Đó, thì cha của anh Tiết rồi đi mua chai nước ngọt về cho anh Tiết rồi quý bà con của anh chị. Thì hôm nay là Thảo đến đây một lần nữa thì thấy rất là vui mừng, bà con cô bác thì cũng rất là vui bà con, tại vì chú Dũng dọn dẹp ở chỗ này rất là sạch sẽ, nói chung thì bà con cũng rất là vui khi mà đi quay những hoàn cảnh mà cô bác nghe và làm theo những cái bà con cô bác anh chị xem kênh đó thì ai cũng mừng hết trơn á. Rồi rồi nè, rồi uống đi. Rồi thì chị có Facebook á, là Phương Vinh, có nhắn tin với Thảo thì gửi cho hai cha con của chú Dũng, anh Tiết á mọi người, thì cái số tài khoản của chị Facebook Phương Vinh là Say La Lê thì gửi cho hai cha con là 200 đô Úc, thì 200 đô đó đổi ra là 3.272.000. Thì nhân viên chuyển cho Thảo. Vậy hiện tại bây giờ là nhân viên không có đi giao tiền được cho người dân, tại dịch bệnh đó bà con. Cho nên thì chuyển thẳng cho Thảo luôn. Thì tổng cộng 200 đó là 3.272.000. Thì của chị có Facebook là Phương Vinh ha. Thì con gửi cho chú Dũng để chú Dũng lo cho anh Tiết nha. Con đi đâu vậy? Thôi kệ đi, để cho nên muốn đi đâu thì đi. Không, ý chú ba muốn con nó ngồi. Con ngồi đây nói chuyện nè, con cảm ơn. À, con quay đây nè. Nè, giờ mấy nè. Quay qua đây nè, con quay qua đây nè. Con quay qua đây nè. À đây nè. Đúng rồi. Ông rồi nữa ba cho cậu dạ. Đi nè. 2 triệu, 3 triệu. 3 triệu 272.000. Dạ. Dạ thì số tiền này là 200 đô Úc của Facebook của chị Phương Vinh. Chị Phương Vinh. Dạ. Thì gửi cho chú để lo cho anh Tiết. Rồi, anh Tiết cảm ơn đi, cảm ơn chị Phương Vinh. Đây. Đi gặp đầu đi. Trời ơi giòm đây nè, giòm cái bọc đồ ngoài hoài. Mẹ cái bọc ngoài không, bọc ngoài của chú Thảo. Cái bọc của tôi. Bọc của chú Thảo rồi mẹ nó hoài chứ. Gì vậy? Chiều kiếm nhang. Chiều kiếm nhang. Ba nó nói chiều ba mua biết trước ba mua một bó rồi kìa. Đó mà nhang bây giờ chỉ còn nhang thơm thôi. Ở đây á thì cũng thay mặt gia đình cũng có cảm ơn chị Phương Vinh. Dạ. Đó, đã như là hỗ trợ về cái tinh thần cho cái cuộc sống thì Dũng cũng mừng lắm. Dạ. Chiêu kiếm. Tú đi đặt đầu vào vui vô đây. Dạ. Trời ơi, chú Thảo đâu phải nhang. Vậy. Cái máy quay chứ cái máy quay. Cái này đây nè, đây nè, chớp chớp đỏ đỏ đó. Đỏ đỏ vậy nè, cũng nhang nha. Chiêu kiếm. Chiêu cho chiêu kiếm. Cái máy quay của chú. Anh biết cảm ơn gặp đầu. Đi. Đi. Đó. Nhang. Nói chú Thảo có cái nhang nè, đâu phải. Nhang. Nhìn ngoài kia. Thì cảm ơn tất cả quý bà con, cô bác, anh chị trong suốt thời gian qua là luôn theo dõi kênh của Thảo 1990 Vlog, luôn theo dõi gia đình của cha con của anh Tiết, chú Dũng và anh Tiết các bà con. Thì anh Tiết nói chung thì bà con rất là khen và đẹp gái, xinh gái, trắng trẻo, cao gáo luôn bà con, nhưng mà kém cái phần may mắn như ba cô gái khác á.
bị bệnh từ nhỏ luôn. Thì bây giờ là hiện tại là trong căn nhà này là chỉ có hai cha con sống quây quần với nhau. Chú Dũng chạy sớm ban đêm, khi chạy sáng đêm giờ nào cũng chạy chân bà con quá anh chị. Thì cho nên thì hiện tại là chỉ có hai cha con sống thôi. Mẹ của em nó thì mất ở trên này là quý bà con quá anh chị. Thì trong cái thời gian này thì chú Dũng cũng rất là bận công việc, nhưng mà cũng dọn dẹp ở cái phòng trọ rất là sạch sẽ luôn bà con. Thì mọi người xem kênh mọi người rất là vui. Thì Thảo thay mặt cho gia đình của chú Dũng cũng như anh Tiến thì cảm ơn chị Phương Vinh, cảm ơn tất cả quý bà con cô bác anh chị đã luôn yêu thương giúp đỡ cho gia đình của chú Dũng và anh Tiến trong cái thời gian qua. Thảo xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác anh chị, chúc cho tất cả quý bà con cô bác anh chị là thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Chúc cho tất cả mọi người cùng vượt qua cái đại dịch năm nay nha quý bà con cô bác anh chị. Thảo xin chào tất cả quý bà con cô bác anh chị. Chú Dũng nói về lời với bà con hay con sẽ kết thúc video. Dạ. Chị cho. Ba nhức đầu quá. Ba làm thông dịch hoài mệt lắm á. Đó. Rồi dặn nữa rồi. Thôi ơi. Biết dặn ừ, nãy giờ dặn hoài luôn bà con. Mặt anh Tiết. Dạ, rồi được rồi, chúng để cho anh dặn là, cảm ơn thịnh tình của anh chị em trên cộng đồng mạng để giúp cho cha con bản thân tôi. Dạ. Đây là một cái niềm vinh dự mà tôi cũng hân hạnh là chúc tất cả anh em trên cộng đồng mạng nhiều sức khỏe, vạn sự hết. Rồi, Thảo và chú Dũng xin chào tất cả quý bà con cô bác anh chị. Yeah.